Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt của em hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2024 và buổi tối thì hiện tại vào lúc 19 giờ. Cũng lâu lắm rồi thì em cũng không có đi về con đường Bùi Thị Xuân và chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn tình hình đường phố vào ban đêm. Hôm nay cũng là thứ ba buổi tối những ngày đầu tuần thì em kính mời quý vị và các bạn cùng với em sẽ đi dạo một vòng ngắm cảnh con đường Bùi Thị Xuân, con đường Võ Tánh, về đến khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt để quý vị và các bạn ngắm nhìn phố xá cũng như là đi dạo với em một vòng. Và nhân đây em cũng không quên xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thứ ba đầu tuần thật là nhiều niềm vui, ý nghĩa và thật nhiều bình an bên gia đình. Bây giờ thì em bắt đầu xuất phát, em đang di chuyển trên con đường Bùi Thị Xuân. Ở ngay bên cạnh trường tiểu học Nguyễn Trãi thì đây là một cái con đường cũng có các cái ngôi trường. Bên cạnh thì có trường tiểu học Nguyễn Trãi, bên đường thì có trường Bùi Thị Xuân, trường Nguyễn Du. Rồi phía dưới ngay ngã năm thì có trường Đại học Đà Lạt. Do vậy thì số lượng sinh viên, học sinh, người dân qua đây cũng nhiều quý vị. Đặc biệt là từ khung giờ 17 giờ trở đi cho đến tối thì con đường này lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui. Bên cạnh đó bà con tiểu thương cũng đang bày bán nhiều các mặt hàng, rồi có cả món ăn nữa, vào buổi tối thì thường là bán quần áo nữa. Rồi những bạn sinh viên cũng đi làm thêm quý vị vào buổi tối để mà trang trải thêm cho gia đình, như là bán quần áo này, bán shop thời trang, rồi nhiều khi phục vụ cả quán cà phê, quán ăn để có thêm thu nhập đóng tiền học phí. Trong thời buổi khó khăn, với lại ở quê thì cũng khó khăn quý vị. Ở đây là khúc ngay ngã ba tỉnh đội thì ở đây lúc nào cũng có một cái xe hủ tiếu. Hồi xưa hủ tiếu chỉ có là 15.000 thôi quý vị, một tô thôi. Bây giờ hủ tiếu phải 20 cho đến 25.000 rồi. Và dạo gần đây thì tiền mất giá, mất giá trị đồng tiền quý vị. Giá trị đồng tiền giảm so với giá trị ban đầu. Bữa nay một đô thông thường thì đổi được 23.000, nhưng mà bây giờ đồng tiền quốc nội mất giá thì 1 đô la sẽ được 25.000. Trong khi đó làm lương thì vẫn không tăng. Mức lương cơ bản đối với những người lao động phổ thông thì tầm 5 đến 7 triệu đồng thôi, không có cao. Do đó thì cũng không có đủ thấm thía vào đâu. Cũng như là ở Đà Lạt thì mức sống cũng cao nữa. Bữa nay một tô phở thì cũng có giá tầm 50.000 cho đến 55.000 rồi quý vị. Bên tay phải của em đây là sân banh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Hồi xưa thì đó là trường bán công Nguyễn Du. Bên tay trái đây là đường Bùi Thị Xuân, đường Võ Tánh. Đi về Hồ Xuân Hương, còn đi xuống cái con dốc này thì đó là con dốc Bồ Đề. Đi xuống đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi đi về đường Phan Đình Phùng. Con dốc này năm xưa thì nó nằm ở ngay khu vực chùa Linh Sơn quý vị. Trường Bồ Đề năm xưa là trường Nguyễn Du ngày nay, thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt. Và tại đây thì cũng gần ngay trung tâm luôn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng khoảng 1 cây số thôi quý vị. Cung đường Bùi Thị Xuân ngay phía đoạn mà gần ra bờ hồ thì cũng có nhiều khách sạn. Có một khách sạn 4 sao, rồi còn đâu là khách sạn nhỏ hơn. Ở đây cũng tiện bởi vì nằm ngay trung tâm. Rồi có nhiều quán ăn ở hai bên đường như là lẩu gà Lá É này, lẩu bò hạnh này. Hôm nay quý vị có thể thấy là cũng vắng khách quý vị, chủ yếu là bán được vào những ngày cuối tuần thôi. Với lại bữa nay lẩu gà Lá É thì em thấy mở rất nhiều luôn, chi nhánh gốc thì vẫn ở đường 3 tháng 4, tức là đường Nguyễn Tri Phương ngay gần đầu đèo. Người dân Đà Lạt thì ít vào những quán ăn sang trọng và ngay trung tâm như thế này, và kiếm những quán ăn bình dân hơn, quán nhậu bình dân hơn quý vị. Những quán ở trung tâm thường có giá đắt đỏ hơn. Tiền mất giá thì cũng chính là lạm phát quý vị.
Bữa nay vàng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt một chút rồi, trước đó thì lên đến gần 80 triệu đồng cho một cây vàng. Hồi trước thì cách đây khoảng 5 năm về trước thôi, thì vàng có giá là 3 triệu 7 cho một chỉ, nhưng mà bây giờ lên gần 8 triệu đồng rồi. Tiền mất giá thì cũng có nhiều người cũng đi mua vàng, đặc biệt là thời điểm trước đó quý vị, để mà về để dành đó. Và đợi cho vàng lên thì bán đi. Đó là cách cũng có nhiều người để mà giữ được tài sản của mình. Và hiện nay thì xăng cũng lên đến 25.000 đồng rồi. Cho nên hiện nay bà con mình, người dân cũng tiết kiệm chi tiêu, không có chi tiêu nhiều như là trước đây nữa. Trước đây là những cái quán ăn ở đây thì mở ra là có khách quý vị, nhưng mà hiện nay thì có quán có khách, có quán thì không có khách. Bây giờ thì em sẽ di chuyển xuống cái vị trí này thì có nhiều đèn sáng và cũng có nhiều các cái quán ăn. Đà Lạt thì mỗi thời điểm thì đều có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Buổi tối thì đẹp hơn, đẹp và bình yên hơn quý vị. Những ánh đèn đường le lói khi mà đi qua những cái con đường vắng thì thấy nhịp sống nó bình yên, chậm rãi lại quý vị. Còn ngay trung tâm thành phố thì thấy được sự sôi động, cũng như là những người mà đi mưu sinh với những gánh hàng rong rồi du khách. Ở bên tay trái của em đây là con đường Lê Thị Hồng Gấm, con đường Phan Thanh Giản trước năm 1975. Ở đây thì có cơm tấm miền Tây, em thấy lúc nào cũng đông quý vị, có khách đến, khách quen đến thưởng thức và ủng hộ. Còn đây là khách sạn Colin. Khách sạn Colin được xây dựng vào năm 2019, đầu 2020. Bên trong giống như là một khu phức hợp gồm có 14 tầng. Còn phía dưới đây là lối cầu thang để xuống chợ mới Đà Lạt quý vị. Đi xuống chợ dưới đi bằng cái cầu thang này. Còn nếu như quý vị và các bạn đi chợ lầu thì mình sẽ băng qua cái cầu thang ngay bên cạnh khu Hòa Bình. Đó là rạp hát. Còn ở đây là con đường Phan Bội Châu. Buổi tối khi mà phố lên đèn cũng chính là lúc cuộc sống mưu sinh vất vả của nhiều người tất bật với những gánh hàng rong. Những cửa hàng đã đóng cửa nghỉ ngơi rồi, thì đó cũng chính là lúc có những hình ảnh tất bật của những gánh hàng mưu sinh, những tiểu thương bán hàng rong, những anh chạy xe ôm công nghệ đi giao hàng. Đây là những quán cà phê buổi tối lung linh ánh đèn rồi, nhưng mà buổi tối hôm nay như quý vị đã thấy thì lư thưa du khách, phố cũ thiếu vắng một bóng hình ai đó. Đà Lạt cũng là nơi cũng có nhiều mối tình đầu, cũng như là nơi hẹn hò, do vậy cũng để lại nhiều các kỷ niệm.
Bây giờ thì em sẽ chạy vào bên trong chợ Đà Lạt. Buổi tối, chợ Đà Lạt hoạt động vào lúc 17:30 hay còn gọi là chợ đêm. Rồi chợ Âm Phủ quý vị. Ngoài ra, khi mà quý vị không muốn đi chợ Đà Lạt thì mình cũng có thể di chuyển ra vườn hoa thành phố Đà Lạt. Thì bên trong vườn hoa cũng có cái khu ẩm thực. Có rất nhiều món ăn bên trong đó với giá cả cũng bình dân. Đi vào thời điểm đông nhất ở chợ Đà Lạt thì khoảng 10 giờ. Còn trước 10 giờ thì cũng vắng vẻ hơn. Đặc biệt là thứ bảy chủ nhật thì đông hơn. Hoặc là những ngày lễ. Thứ bảy chủ nhật thì có khu vực sân khấu Đan Farm. Rồi ở ngay bến thuyền Thiên Nga cũng có nhạc nước quý vị. Buổi tối thì quý vị có thể thấy là ít mặt hàng Artiso hơn là ban ngày. Nhưng mà đi mua Artiso buổi tối có thể là dễ trả giá hơn và mua được giá tốt hơn. Còn bên trong chợ thì hơi tối một chút, nơi bán các mặt hàng quần áo đồ si này quý vị. Rồi bán dây chuyền bạc đó, rồi móc treo chìa khóa, bông tai, vân vân. Còn ở đây là khu vực đi dạo và mua sắm đồ len. Tiếp theo thì em đang di chuyển ra khu vực những chiếc ghế đá quanh bờ hồ Xuân Hương ở dưới những gốc cây tùng. Buổi tối thật sự là rất là bình yên nếu như quý vị và các bạn ra đây ngồi. Nhiệt độ cũng vừa phải thôi, tầm khoảng 17 độ C, cũng không có lạnh lắm, chỉ se se thôi. Và có sương mù kéo dài cho đến sáng. Mùa này quý vị và các bạn cũng có thể đi săn mây rất đẹp vào buổi sáng như là đồi Thiên Phúc Đức này, suối Tía, hoặc là xa hơn một chút thì có thể là đi xuống đồi chè Cầu Đất.
Tại đây là bến thuyền Thiên Nga quý vị. Bên tay trái của em đây là con đường Đinh Tiên Hoàng đi về ngã năm đại học. Người dân ở Đà Lạt buổi tối thường hay đi tập thể dục lắm, quanh bờ hồ Xuân Hương. Và thường thì đi khoảng một vòng thôi, một vòng bờ hồ Xuân Hương khoảng 5 cây số. Và đến tháng 12 thì vào mùa Noel á thì mới bắt đầu lạnh. Người dân cũng ít đi tập thể dục quanh bờ hồ Xuân Hương do là lạnh quá quý vị. Vào những tháng 12 thời tiết lạnh, nhiệt độ lạnh cho nên là dễ mắc các bệnh về xương khớp này cũng như là hô hấp. Quý vị và các bạn có thể thấy là những ánh đèn bên phía đồ cù đầy đủ màu sắc rất là đẹp ha. Và đến đây thì em cũng xin phép được kết thúc tại đây, video cũng khá là dài rồi. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui bên những người thân. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của em.